Thế nào bây giờ là nhà mình là đang ở đây là đang có những ai ạ? Có hai người thôi. Hai bố con. Chưa ba bố con, mất đứa rồi với hai thôi. Vợ bỏ sớm. Bây giờ lấy chồng mấy, đi Đài Loan rồi. Mẹ đi lấy chồng vậy rồi còn lại là đằng ngoại có ai quan tâm các cháu không? Từ khi bỏ nhau ngoại cũng có đến thăm lần nào đâu. Tức là đi tắm với bạn à? Đi tắm với bạn đó, số 2 người. Đứa kia còn nhỏ hơn, đứa kia cũng bằng được thằng này. Thế nào? Đứa kia nó bảo không sợ đâu đấy, nhưng mà nước kia sâu lắm á. Không sợ đâu mà anh nó nhảy phát xuống thì không lên được. Đây là một món quà phải nói là tôi cảm nhận rằng là không phải nhỏ đối với gia đình này. Một món quà rất lớn và rất là ý nghĩa. Vâng. Vâng, anh rất nhiều nhé. Em cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe. Dạ, dạ. Dạ. Vâng. Rồi, mình chụp kiểu ảnh lưu niệm nhá. Vâng, 1, 2, 3.